Trịnh Tuấn Vĩ chửi thẳng mặt Đức Hải bên bà Phương Hằng và hai thứ tóc lớn mà để dạy hoài. Liên quan đến lùm xùm giữa bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt, hai cái tên mới nhất vừa được lôi vào cuộc là ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ và nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Trịnh Tuấn Vĩ được biết đến với danh xưng con trai nghệ sĩ Nguyễn Sanh. Anh từng có thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật sôi nổi và được khán giả ưu ái gọi là ông hoàng nhạc đen nhờ những bản hit như Trèo cao tái đầu, Để có em. Trong khi đó, Đức Hải là diễn viên gạo cội cực kỳ nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Ở chia sẻ mới nhất, Trịnh Tuấn Vĩ không ngại mắng thẳng mặt chửi đích danh Đức Hải sau ồn ào. Nguyên văn bài đăng của Trịnh Tuấn Vĩ trên Facebook cá nhân: Thưa thầy Đức Hải, trước tiên tôi xin mạn phép được gọi một tiếng thầy vì sự tôn sư trọng đạo, mặc dù tôi không học ông ngày nào, cũng mừng vì điều đó. Vì tôi biết ông đã từng dạy tại trường nghệ thuật sân khấu Cống Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu kêu mày thì với đạo lý và giáo dục Việt Nam, tôi nhỏ mà kêu vậy là hỗn và mất dạy. Nhưng nếu so với trong cuộc sống, lớn hay nhỏ mà làm việc gì sai hay không đúng, thì nhỏ lớn cào bằng dễ xử. Nhưng tôi sẽ xưng tôi với ông, thưa ông Đức Hải. Ngay từ đầu, CEO Nguyễn Phương Hằng chưa từng đụng chạm với những nghệ sĩ phía Bắc như các anh. Vì sao? Vì tất cả không dính dáng vào sự việc này. Và điều này chứng tỏ rằng luôn có một sự phân minh và rõ ràng ngay từ đầu. Những ngày qua anh viết một bài trên ấy đá xéo rồi bình luận nhắm vào câu chuyện của người ta. Cái tồi là tại sao anh không kêu thẳng tên bà Nguyễn Phương Hằng ra mà chửi, làm như vậy ai coi ông ra gì. Thứ hai, nếu như qua những lời lẽ xúc phạm của ông mà chị ấy lôi ông ra chửi nữa thì có phải lại động chạm đến những nghệ sĩ phía ngoài Bắc hay là không? Vậy cho tôi hỏi, ông Đức Hải có phải là người châm ngòi một vụ nổ mới nếu sự việc xảy ra như đã từng hay không thưa quý vị? Ông ghét người ta ở chỗ nào, giàu hơn ông là chắc rồi, học thức nhiều khi, thua ông cũng là đúng luôn. Nhưng để thằng 38 tuổi nói cho ông rõ, người ta hơn ông là cái tâm, cái đức. Họ nhìn cuộc đời bằng cái cặp mắt cao quý chứ không như ông. Một người mang danh là thầy mà viết một bài viết giải rách như thế, liệu nếu học sinh của ông hiểu biết lẽ phải giống như tôi thì có còn nể ông hay không? Câu hỏi đó tôi dành cho ông và dành cho các khán giả đánh giá. Và hai thứ tóc và con cháu rồi nên làm việc gì cũng nhìn cái chung. Nếu sự việc này ảnh hưởng đến người dân và xã hội, đừng suy nghĩ ích kỷ mà phán lung tung, lớn mà còn để dạy hoài. PS, người dân khi thoá mạ và làm nhục ai sẽ bị cấm. Tôi đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Thông tin Truyền thông làm rõ vụ việc những nghệ sĩ phát ngôn kém văn minh. Một lần không biết là do mình ngu, còn đã biết mà vẫn làm là do mình cố chấp. Nhắm vào một cá nhân nào đấy, các cá nhân hay người dân trong nước đều phải được bảo vệ, đối xử một cách công bằng. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải được biết đến là một trong những nghệ sĩ gạo cội trong làng giải trí Việt. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn giữ chức vụ phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nên mọi phát ngôn đều gây chú ý. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 6, netizen bị fan hoang mang và phẫn nộ tột độ vì tài khoản Facebook cá nhân của nam nghệ sĩ xuất hiện status văn tục thô lỗ để mắng chửi ai đó. Dòng trạng thái này ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận, thậm chí gây tranh cãi nảy lửa vì status quá thô tục. Nhiều khán giả cho rằng việc nghệ sĩ ưu tú Đức Hải liên tục dùng những lời lẽ thô tục ngay trên mạng xã hội là điều không nên. Bởi lẽ, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải là cây đa cây đề trong làng giải trí. Netizen cho rằng nam nghệ sĩ nên tiết chế lời nói hơn, không nên nói tục chữa bậy trên mạng xã hội công khai như thế này. Đáng chú ý, sau dòng trạng thái này, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã khóa luôn Facebook cá nhân. Sau khi gây ồn ào, Đức Hải đã lên tiếng thanh minh khẳng định tài khoản Facebook của mình bị hack. Tôi không hiểu mục đích của hacker đẩy tôi vào chuyện này để làm gì. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối, chẳng biết phải làm gì. Nếu sự việc đi quá xa, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Thật sự, chuyện này làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tôi.